Và đây anh em, thì bây giờ mình sẽ test thử cái độ sáng của đèn Supfire HL53, một cái đèn có thể là zoom xa và zoom gần được ha. Thì anh em nhìn thấy đây, đây là cái khoảng mà sáng của đèn, anh em thấy kinh khủng không? Độ sáng tối đa nó đạt đến là 1500 lumen nha anh em, rất là sáng nha, anh em thấy đây. Hai anh em, lại là mình Thanh đây. Thì mình được anh em yêu cầu mình review rất là nhiều những cái loại đèn pin đội đầu khác nhau ha. Từ những cái loại là một bóng nè, siêu sáng nè, ba bóng nè, thì mình được anh em yêu cầu mình review thêm những cái loại đèn pin đội đầu mà nó có thể là zoom ra, zoom vào, có nghĩa là zoom gần, zoom xa anh em. Thì mình cũng mua về đây một cái ha, mình sẽ trên tay để cùng chia sẻ với anh em. Trên tay mình đây đang là một cái đèn pin đội đầu zoom ra, zoom vào ha, có nghĩa là zoom xa gần của Supfire, nó có cái mã là HL53. Cái phiên bản hộp của HL53 này thì nó cũng sẽ tương tự với lại là cái phiên bản HL33 thôi nha anh em. HL33 là cái phiên bản mà đèn pin đội đầu nó có 3 bóng và nó rất là sáng. Cái phiên bản này cũng khá là sáng nhưng mà nó sẽ có zoom xa zoom gần luôn. Ngoài phần giữa hộp thì anh em sẽ thấy có một cái phần logo để anh em cào ra, chép là hàng chính hãng của Supfire hay không, và nó có một cái phần để mã là HL53 và cái thương hiệu logo của Supfire. Cạnh bên đây thì nó sẽ để một cái số thông tin chi tiết thôi, một lát mình sẽ chia sẻ cùng anh em ha. Thì bây giờ mình cùng anh em xem là bên trong hộp nó có những gì ha. Và đây anh em, trên tay mình đang là hộp của cái chiếc đèn Supfire HL53 ha. Ngoài phần vỏ hộp thì anh em thấy nó cũng tương tự giống như là cái phiên bản HL33 thôi. Nó cũng sẽ có những cái thông tin. Đầu tiên thì anh em sẽ thấy là cái bóng đèn này có công suất cũng khá là lớn ha, 15W này. Và nó có cái thời gian sạc cũng như là cái thời gian sử dụng. Trong nước thì nó là IP31 và kích thước ha, cũng như là những cái phần trọng lượng. Thì bây giờ mình cũng sẽ cùng anh em mở ra xem bên trong nó có gì nha. Và đầu tiên thì anh em sẽ có cho mình đó là một cái cổng cáp sạc ha. Cáp sạc thì là cáp sạc micro USB để sạc cho cái đèn này thông qua cái củ sạc hay là sạc dự phòng hay là cổng USB máy tính ha. Cáp sạc này thì nó sẽ có cái độ dài là 40 cm nha anh em. Và tiếp đến là cái nhân vật chính của chúng ta, chiếc đèn Supfire HL53. Về phần thiết kế thì anh em sẽ thấy nó cũng tương tự so với lại là cái phiên bản HL33 thôi. Tuy nhiên về cái phần chó đèn ở trước này thì nó sẽ khác nhau ha. Nó chỉ duy nhất là có một cái bóng LED thôi, chứ nó sẽ không phải là ba bóng so với lại cái phiên bản là HL33. Tại vì cái phiên bản này là cái phiên bản nó zoom xa và zoom gần được ha. Về phần cấu tạo thì nó cũng sẽ hai phần, một phần để chứa pin, cái phần này thì nó sẽ có một cái díp LED như vậy. Khi mà anh em sạc ha, hay là anh em bật đèn lên thì nó sẽ có một cái bóng LED màu đỏ nó báo nè anh em thấy không? Đó, một cái chip led màu đỏ màu đây báo đây cho anh em biết ha. Và đối diện với cái chip led này thì cũng sẽ có một cái cổng sạc micro USB để anh em có thể là cấp nguồn cho cái đèn này. Về cái phần để đậy pin lại ha, đối với cái phần này thì anh em cũng có thể tháo ra luôn. Bên trong thì nó sử dụng hai cái viên pin. Hai viên pin này thì nó cũng sẽ là pin 2000mAh của Supfire luôn nha anh em. Mã pin là AB2 gạch S ha. Thì đối với cái pin này thì anh em cũng có thể là dễ dàng tháo ra và nâng cấp. Ví dụ giống như là anh em có những cái viên pin 18650 khác ha, và anh em muốn mở ra nâng cấp thì anh em đơn giản là mở ra và mua những cái viên pin khác để dự phòng lắp vô, khi mà xài một khoảng thời gian thì pin nó bị hỏng chẳng hạn ha. Hoặc là muốn nâng cấp cái dung lượng pin cao hơn thì cũng rất là dễ dàng. Và một cái phần cao su như vậy nè, anh em đậy lại như vậy cũng đơn giản nha. Đây, thiết kế cấu tạo của phần nhựa thì nó rất là dày dặn. Tiếp đến là cái phần chá đèn, là cái phần quan trọng nhất của đèn, thể hiện được cái độ sáng và cái khả năng sử dụng ha. Thì nó sẽ chia thành hai phần. Phần này á, là một cái phần nhựa dẻo nha anh em, và cái phần đầu này cũng là một cái phần nhựa dẻo luôn. Phần đầu này thôi, cũng riêng từ cái phần này nè, chạy dài cái cụm trước á, thì nó là nguyên cái khối nhôm, một cái khối nhôm nguyên khối để giúp cho khi mà anh em sử dụng, anh em đẩy ra đẩy vô như vậy thì nó sẽ trơn tru và mượt mà, cũng như nó bền bỉ theo thời gian. Ở đây thì nó có một cái logo của Supfire để mã ha. Anh em quay qua đây một cái thì nó để chữ hot, có nghĩa là cái đèn này khi mà anh em bật ở chế độ sử dụng á thì nó sẽ sinh ra nhiệt rất là cao. Anh em biết cái bóng đèn này công suất của nó là 15W và nó là một cái bóng đèn theo cái dạng trình tự là XML-T6 và công suất của nó là 15W thì anh em biết nó sẽ sinh nhiệt như thế nào. Và cái này nó nóng rất là nhanh, khi mà sử dụng thì anh em cũng hạn chế và đụng vào cái phần này. Ở đây thì nó sẽ có cho anh em là cái phần công suất max của nó là 15W, thì cái công suất max của đèn này nó sẽ cho cái khả năng sáng lên đến độ sáng tối đa là 1500 lumen thì cũng khá là sáng nha anh em. Và pin sử dụng là 307V thông tin ha. Mặt trước thì nó sẽ có một cái phần dòng cầu lõm như vậy và anh em sẽ phóng ra thu vào để anh em thấy được cái nhân led bên trong luôn ha. Đó, anh em thấy được cái nhân led bên trong. Và cái cơ cấu mà đẩy ra đẩy vào như vậy thì cũng rất là ok ha. Và cây đèn này cũng được trang bị cái khả năng kháng nước là IP31. Với cái tiêu chuẩn kháng nước này thì anh em cũng có thể là sử dụng để đi ngoài mưa hoặc là những cái tia nước bắn vào thôi, đừng ngâm nước nha, ngâm nước là tạch á. Ở đây thì nó sẽ có ba cái phần ốc anh em ha. Ốc này thì họ sử dụng cái dạng ốc là ốc inox nha. Ốc này thì anh em sử dụng thêm một cái khoảng thời gian dài thì nó cũng sẽ không gỉ, và nó sẽ có một cái phần công tắc ở đây để anh em có thể là bật tắt được cái phần đèn của chúng ta. Khi mà bật tắt thì nó sẽ giúp cho cái đèn cháy ha. Và phần pin đây, đây anh em thấy đó, có lúc thì anh em tháo pin lắp vào thì nó sẽ không ngay khớp á, anh em sửa lần cái là được rồi, không sao hết. Và phần đèn này thì nó có thể là mọc lên mọc xuống như vậy nè anh em, là 90 độ ha, thì anh em cũng có thể là dễ dàng thì chỉnh được. Và đèn thì nó sẽ có tổng cộng là 3 cấp độ sáng khác nhau. Đầu tiên á, là cái cấp sáng nhất của đèn ha, thì nó là sáng như vậy đó, và anh em thu gần như vậy đó, xa gần như vậy ha. Đây là cái độ sáng cấp sáng nhất của nó ha. Và tiếp theo là cái độ sáng vừa đó, và cuối cùng là cái chế độ SOS ha. Chỉ có 3 chế độ thôi, đơn giản. Với hai cái viên pin dung lượng 2000mAh này thì cho phép anh em sử dụng được cái khoảng thời gian từ khoảng 4 cho đến 6 tiếng ha, tùy theo cái và cái chế độ sử dụng anh em là đang sử dụng ở chế độ nào thì anh em cũng sẽ cân nhắc ha. Và cái thời gian sạc đầy cho hai viên pin này thì đâu đó tầm khoảng cỡ 3 đến 4 tiếng đồng hồ vậy đấy ha. Thì nó sẽ đầy được hai viên pin này, thì sử dụng cũng rất là ok. Về phần dây á thì sao? Dây này thì họ đang cũng khá là ok nha anh em. Anh em thấy này, kéo ra thì cái độ cao su bên trong nó cũng khá là tốt ha. Độ đàn hồi dây cũng rất là ok. Và phần dây thì anh em cũng có thể là dễ dàng tùy chỉnh được luôn. Đây, dễ dàng tùy chỉnh. Và ở đây thì nó cũng sẽ có một cái phần khớp để gài một cái phần dây nối từ pin cho đến là cái phần bóng đèn ha. Phần dây này cũng có phần lò xo để giúp cho anh em có thể là tùy chỉnh nới, hoặc là sau này có sửa chữa hay là nâng cấp gì đấy thì cũng dễ dàng ha. Có nghĩa là có thể là dễ dàng cắt bỏ khúc và hàn lại cũng rất là ok. Ngon lành cành đào anh em ha. Thì bây giờ mình cũng sẽ cùng anh em đi xem thử là cái độ sáng của cái đèn này nó như thế nào và nó có thuận tiện với anh em không. Đi thôi. Và đây anh em thì bây giờ mình sẽ test thử cái độ sáng của cái đèn Supfire HL53, một cái đèn có thể là zoom xa zoom gần được ha. Thì anh em nhìn thấy đây, đây là cái khoảng mà sáng của cái đèn, anh em thấy kinh khủng không? Độ sáng tối đa nó đạt đến là 1500 lumen nha anh em, rất là sáng nha, anh em thấy đây. À không, sáng kinh khủng khiếp không? Và bây giờ mình sẽ hạ xuống nha. Đây. Đó, xa này ha, xa hơn. Đó. Anh em thấy chưa? Rất là xa luôn. Khi mà mình zoom thì anh em thấy đây cái bóng đèn bắt đầu nó phóng, nhìn dường như là có một cái nhăn led bên trong luôn anh em. Đó anh em thấy không? Mình gọi lên trên nè, anh em thấy một cái vệt sáng cực kỳ là xa ha. Bây giờ mình tản rộng ra nè. Đó, mình sẽ làm như vậy cho anh em xem ha. Đó. Đó, thấy chưa? Anh em phải dễ dàng tùy chỉnh ha. Đây là cấp độ sáng nhất nha anh em, và cấp độ mà tiếp theo đây. Đó, sáng kiểu độ sáng vừa phải thôi. Đối với cái độ sáng này thì nó cho cái độ sáng cũng vừa anh em ha. Nếu mà bấm một nắp này thì tầm khoảng cỡ 600 mấy lumen thôi. Đó, em thấy mình có thể tùy chỉnh được cái độ sáng ha, cũng chiếu khá là ok nha. Và cái chế độ này là SOS nha anh em. Đó, mình có thể là zoom xa ra như vậy và gần như vậy, đây, đó. Và đây anh em thì bây giờ mình sẽ cùng anh em đi vòng vòng ngoài cái ngoài đường ha, nghĩa là đi xa xe ra ngoài cái sân nhà để mình gọi cho anh em xem ha. Đó, anh em thấy chưa, thấy chưa? Cực kỳ là sáng luôn ha. Ở đây là cái độ sáng đang ở cái khoảng là rộng nhất nha anh em. Bây giờ mình tốp đây này, đó, anh em thấy chưa? Phá sáng thì kiểu như nó sẽ như vậy ha, anh em nhìn thấy đây. Mình mở ra, đó. Nếu mà mở ra thì anh em nhìn thấy một cái khoảng rất là rộng ha. Đây, mình sẽ để ngoài mình gọi cho anh em xem đây. Một cái khoảng rất là rộng. Anh em có thể nhìn rõ được cây sả này, cây ổi và cây dừa ha. Cái này mà anh em nào mà đang ngồi nhậu này kia đó, bật cái chế độ này lên thì cũng rất là ok ha. Bây giờ mình sẽ zoom xa này nha. Đó, zoom xa thì anh em sẽ thấy gọi rất là xa. Đối với cái đèn này thì cái quang thông của nó cũng khá là nhỏ, nên khi mà gọi thì anh em nhìn thấy đây, cũng độ xa của nó khoảng từ 1 cho đến 300m thôi. Đây đến bờ vuông nó thì anh em thấy đi, tầm khoảng cỡ hơn 100m thì mình gọi đây, 1 đến 300m thì có thể là nhận dạng được ha. Và cái tia sáng khi mà mình zoom lên như vậy thì nó gom nhỏ lên, thì mình gọi lên trên trời ấy, thì anh em sẽ thấy được phần cái tia của nó ha. Đây, mình sẽ zoom ra và zoom vào ha. Đó, đó là cái phần tia sáng của nó đây. Và mình cũng có thể là bật cái chế độ 2 để cho nó sáng lại và zoom ra cho anh em xem ha. Đó, và chế độ SOS đây. Và cuối cùng là chế độ sáng nhất, anh em cũng có thể tùy chỉnh ha. Không phải nhất thiết là lúc nào cũng phải zoom ra hết lót và zoom vào hết lót, tùy vào cái việc mà anh em xài như thế nào thôi. Thí dụ như là anh em cũng có thể là tùy chỉnh từ từ như vậy ha. Nó sáng như vậy và rộng hay như vậy ha, tùy vào cái nhu cầu của anh em thôi. Cũng rất là hay đúng không? Thì bây giờ mình sẽ thử đổi cái đèn pin đầu của HL53 này lên đầu cho anh em xem là khi đổi thì như thế nào. Đối với cái đèn này thì nó sẽ chia thành hai phần như vậy nha anh em. Khi mà anh em đổi lên thì nó sẽ theo cái kiểu như vậy, và anh em sẽ tùy chỉnh cho cái dây nó phù hợp với lại là cái kích thước đầu của anh em, và anh em đổi lên thôi, cũng đơn giản nha. Đây, mình sẽ đổi lên cho anh em xem thử. Đó, đối với mình như vậy thì nó cũng hơi vừa thôi. Và cái phần này nè, anh em có thể là bẻ lên bẻ xuống ha, lên đến 90 độ đó anh em thấy chưa, cúp xuống đây luôn, và anh em bẻ thẳng lên như vậy luôn. Đó, anh em sẽ thấy là cái phần đội đầu nó đơn giản như vậy. Đây, bẻ lên bẻ xuống ha. Khi mà anh em đeo lâu thì nó cũng không có cái cảm giác mỏi máy nha. Đây, cái phần dây nịt và cái phần này chia ghe, hộp pin nó xe và đèn ở trước. Thì bây giờ mình sẽ bật lên cho anh em xem ha. Đây là bật cấp sáng nhất nè, và cấp sáng thông thường, và cấp nữa là nó sẽ SOS ha. Đối với lại là ba cấp này đi nữa thì anh em cũng sẽ có một cái chế độ đó là có thể là kéo cái đầu này ra nè, kéo vô, zoom ra zoom vô như vậy ha. Đây, zoom ra zoom vô, và cái phản sáng của nó thì anh em có thể là dễ dàng tùy chỉnh được, từ nhỏ chiếu xe hoặc là rộng để chiếu ra. Cái là ok, và bấm một cái nữa thì nó sẽ chuyển qua. Đó, SOS cũng vậy luôn. Đó, bấm cái tắt ha. Và di chuyển cái phần đầu này thì cũng khá là mượt mà nha anh em ha. Đây là cái cách mình đeo thì anh em xem là khi mà mình đeo vào thì nó như thế nào nha. Và đó anh em, thì mình cũng đã test thử cho anh em xem cái độ sáng cũng như là cái độ chiếu xa của cái đèn Supfire HL53 này rồi, thì anh em đánh giá như thế nào. Đối với những anh em nào mà hay đi câu cá nè, hay là đi sử dụng đèn pin để đi soi nhái ha, hay là làm những công việc ban đêm, hoặc là cầm một cái đèn pin để đi cắm trại hay là đạp xe đạp gì đấy ha, leo núi gì đấy, hay là sử dụng trong những cái môi trường trường hợp cúp điện, hoặc là anh em nào mà làm trong nhà xưởng thì chẳng hạn ha, thì cần một cái nguồn sáng để có thể là chiếu xa và sử dụng được, thì mình thấy đây là một cái đèn pin cũng khá thích hợp. Anh em nào muốn có một cái đèn pin có thể là điều chỉnh được cái cự ly ánh sáng xa và gần để có thể là tầm soát được cái việc mà anh em sử dụng nó hiệu quả hơn, thì đây là một cái mẫu đèn cũng khá là thích hợp cho anh em ha. Với mức giá nó đó tầm khoảng cỡ 450.000, tùy theo cái thời điểm giá của nó có thể là cao hơn hay thấp hơn, thì mình đánh giá đây là một cái đèn pin cũng cực kỳ là đáng mua. Bên trong thì có hai viên pin 18650, dùng cũng rất là ok, mỗi viên là 2.000. Bây giờ anh em muốn thì có thể là mua hai viên nữa để secure dự phòng, thì sử dụng xuyên đêm luôn cũng được, rất là ngon ha. Về phần link mua cây đèn LED của Supfire HL53 này á, thì mình sẽ để dưới phần mô tả video. Anh em nào quan tâm thì có thể là bấm vào tham khảo và mua. Anh em cảm thấy video này hay thì nhấn like nè, share, cũng giống như là subscribe kênh tachaba.com của mình. Còn bây giờ xin chào và hẹn gặp lại anh em trong video lần sau. Bye anh em, bye.